Rồi hôm nay em sẽ đem đến cho tất cả các anh em một con cối tự hành mang đi. Em này thì là 1.700 ha, anh em so với cái con AK 1.800. Điều khác biệt của cái con 1.700 này là nó sử dụng đèn nha, rất là đặc biệt. Và lo là bầu dục sử dụng nhiều trong những cái âm thanh của châu Âu. Âm thanh của cái phần đèn thì anh em biết rồi, nó rất là đặc trưng. Và bản thân em rất thích cái chất âm này. Cũng có cái phần nắp này để chúng ta có thể mang đi. Và toàn thân em này thay vì bằng gỗ thì nó là thuộc dạng bọc da hết. Đây là phần vân da. Lưới lo là lưới lo bằng sắt luôn. Đây. Nó sẽ rộng hơn so với con AK 1.800 hay M9. Ok, thì bây giờ em sẽ test cái chất âm cho tất cả các anh em nghe về cái phần âm thanh của đèn nó sẽ như thế nào nhé. Bài này đúng hay luôn. Dài tay em ấy thua mắt xanh sao. Nghe lá thu mưa gieo mòn gót nhờ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhờ. Buổi chiều ngồi ngóng rồi ở phần phía trước này cũng giống như con 1.800 thì chúng ta sẽ có hai cái phần vòng, một vòng bên ngoài vòng lớn á thì nó sẽ là volume và vòng bên trong nó sẽ là cái phần chỉnh tông. Cũng sẽ có một cái đèn vu thay vì nó hai đèn vu giống như con 1.800 ha. Cái nút bật này rất là cổ điển. Về mặt chức năng thì nó cũng sẽ y chang giống như con 1.800, chỉ thấy khác biệt là em này sử dụng đèn và con 1.800 nó sẽ có kích thước lớn hơn một xíu và có thể sử dụng băng cartridge. Đây phần đèn của chúng ta nè, soi vào cho anh em thấy cái phần bóng rất là đẹp. Máy sáng sủa sạch đẹp, nội thất ngoại thất bên trong còn rất là mới. Quá tuyệt vời cho chiếc máy đấy đèn. Cối tự hành mà còn sử dụng đèn nữa thì anh em nhanh tay. Một cái model khá là hiếm trên thị trường. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.